Mến chào cô chú anh chị ha, hôm nay em lên phôi với Mỹ giá sinh viên luôn cô chú anh chị ơi. Nhà vườn của em ở Cò Đỏ, Cần Thơ, số điện thoại em là 0379131490 là số Zalo của em. Bên nhà vườn của em là bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi em lên cây số 1 phôi với Mỹ. Chiều cao 60, hoành là 16, giá 120. Cây số 2 chiều cao 60, hoành là 17, có giá 100. Cây số 3 chiều cao là 50, hoành là 18, có giá 140.000. Cây số 4 chiều cao là 60, hoành là 16, có giá 120. Cây số 5 chiều cao 60, hoành là 23, có giá 160.000. Này là phôi với Mỹ, cô chú anh chị mua về ghép thái hoặc cẩm thạch chơi ha. Cây số 6 chiều cao 60, hoành là 15, có giá 100. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Cây số 7 chiều cao là 60, hoành là 22, có giá 170.000. Cây số 8 chiều cao là 70, hoành là 20 của chú anh chị, hoành 20 có giá 170.000. Cây số 9 chiều cao là 60, hoành là 20 có giá 150.000. Cái này nó không phải bị hư của chú anh chị, cắm dừa. Cây số 10 chiều cao là 50, hoành là 18, có giá 100. Cây 11 chiều cao là 70, hoành là 20, có giá 150.000. Cây 12 chiều cao là 70, hoành là 20, có giá 170.000. Cây 13 chiều cao là 60, hoành là 22, có giá 150.000. Cây 14 chiều cao là 60, hoành 23, có giá 190.000. Cây này rất là to của chú anh chị. Cây 15, cái này dáng bay nè, bay 70, hoành 23, có giá 180. Cây 16 chiều cao là 60, hoành là 22, có giá 170.000. Cây 17 chiều cao là 70, hoành là 21, có giá 150.000. Cây 18 chiều cao là 50, hoành là 21, có giá 150.000. Cây 19 chiều cao là 60, hoành là 17, có giá 160.000. Cây 20 chiều cao là 60, hoành là 20, có giá 160.000. 21 chiều cao là 60, hoành là 25, có giá 160. Cây 22 chiều cao là 60, hoành là 15, có giá 120. 23 chiều cao là 60, hoành là 20, có giá 130. 24 chiều cao là 60, hoành là 18, có giá 120.
bông giấy này cái da nó mỏng quá cô chú anh chị, nó không có tránh tình trạng là không chạy được, cô chú anh chị thông cảm giùm em ha. Cái 25 chiều cao là 50, hoành là 20, có giá là 130 ngàn, em bao ship bao sóng toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Cái 26 chiều cao là 60, hoành là 18, có giá 150 ngàn. Này là phôi giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cái 27 chiều cao là 60, hoành là 21, có giá 160. Cái 28 chiều cao là 60, hoành là 22, có giá 170 ngàn. 29 chiều cao là 60, hoành là 22, có giá 160. Hôm nay cái em mà to mà rẻ luôn chứ gì. Cái 30 chiều cao là 50, hoành là 21, có giá 160. 31 chiều cao 60, hoành 21, có giá là 170 ngàn. 32 chiều cao là 60, hoành là 28, có giá 150 ngàn. Cái 33 chiều cao là 60, hoành là 22, có giá 160. 34 chiều cao 60, hoành là 22, có giá 160 ngàn. 35 cái này dán bay nè cô chú anh chị. Bay 60, hoành 25, có giá 170. 36 chiều cao là 60, hoành là 20, có giá 160 luôn. 37 chiều cao 60, hoành là 16, có giá 100. 38 chiều cao là 70, hoành là 19, có giá 160. 39 chiều cao là 50, hoành là 17, có giá 80 ngàn. 40 chiều cao là 60, hoành là 20, có giá 140. 41 chiều cao là 60, hoành là 26, có giá 170. 42 chiều cao là 60, hoành là 17, có giá 100. 43 chiều cao là 60, hoành là 19, có giá 140 ngàn. 44 chiều cao là 50, hoành là 18, có giá là 140 ngàn. 45 chiều cao là 60, hoành là 15, có giá là 100. 46 chiều cao là 60, hoành là 16, có giá 100. 47 chiều cao là 50, hoành là 17, có giá là 100. 48 cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị. 48 chiều cao 60, hoành là 22, có giá 140 ngàn. Em mến chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại ở clip sau nha.